Ở đây cua nhiều lắm nè, cua nó bắt à. Cua nó bị mắc ở trên mấy cái lưới á, cũng nhiều. Một đống cua trên đây luôn. Ở ngoài đây á có cua ổi, con cua chà bá lửa luôn kìa, có cua với cá thò lòi nữa, nhiều lắm. Nhưng mà khó bắt, khó bắt cực kỳ luôn. Nó thấy động một cái là nó trốn hết, như mấy con cua ở trên đá nè đó, nó bò ở trên đá này, nó bò quá trời nó không đó. Quên đem theo đồ bắt rồi, lại gần cái là nó trốn xuống biển hết rồi, không nó bắt được. Ở đây là cuối cùng của cái kè đá rồi, thường ngày á nước mà cao á nó sẽ ngập lên tới đây luôn, còn ngày hôm nay nước nó hơi thấp. À, cua nó bò một đống luôn, quá trời cua. Kìa, trên mỏm đá đó kìa, một đống cua luôn đó, một đống. Quá trời, mà ra đây hơi nguy hiểm à, lỡ té xuống không biết nước sâu hay không. Nhưng mà ngày hôm nay nước nó ròng á, nước cũng không có cao gì mấy. Có cái cây tripod á thì cầm điện thoại nó sẽ chắc hơn. Cua quá trời cua luôn. Đó nè cua nè, cái mỏm đá này là cua quá trời luôn. Để coi coi có bắt được con cua nào không. Đó, một đống cua luôn. Cua quá trời cua. Này có con cua bự quá nè. Đó, có con cua chà bá luôn. Mà khó bắt lắm luôn á. Nó mà thấy cái gì mà lại gần nó một cái là nó trốn liền đó, chưa gì á là nó ngậm liền, không đâu có dễ bắt đâu. Nhiều thì nhiều thiệt nhưng mà khó bắt. Ôi rồi không ướt đôi giày luôn, vãi thiệt. Thôi gì vô nè, ngoài đây cua quá trời nè, không bắt mấy thằng nhóc á. Mấy con cua nhanh ghê, nó nhảy xuống đá hết rồi. Phải chỉ mà có cái đồ câu quá mới dễ bắt nó được. Đã không, biển nè, biển Cần Giờ. Đó, có mấy người tắm biển. Ủa, có con cua chà bá lửa trên kia kìa. Mát ghê luôn á. Nó phải mang theo đồ bơi ra đây mới được. Nước này khó bắt cua lắm, nước mà cao á mấy con cua nó chèn lên bờ nhiều á mới dễ bắt. Ừ.
Ồ, nguyên kìa đá này giờ còn có mình đứng à. Hồi nãy có mấy người đứng luôn. Ôi, mây đen kìa.